cùng chiêm ngưỡng bức tượng bằng đồng đen nặng 4 tấn và thờ ngài Huyền Thiên Trấn Vũ. Đền Quán Thánh hay tên chữ còn gọi là Trấn Vũ Quán, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ là thần tượng trưng cho sao Bắc Cực thống trị phương Bắc, quản lý các loài thủy tộc trong tín ngưỡng của đạo giáo, là một trong 4 vị thần được người dân lập lên đền thờ để trấn giữ 4 cửa thành của Thăng Long. Và khi đó thì còn gọi là Thăng Long Tứ Trấn, và Đền Quán Thánh hay còn gọi là Trấn Vũ Quán là trấn giữ phương Bắc của kinh thành. Và theo các tài liệu sử sách và những ghi chép tìm thấy ở trên văn bia thì Đền Quán Thánh được xây dựng từ đời vua Lý Thái Tổ những năm 1100, trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm sau đó. Và đặc biệt tại đây còn có pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ được đúc bằng đồng đen vào năm Vĩnh Trị thứ hai, tức là năm 1677 đời vua Lê Hy Tông. Tượng cao 3m96, chu vi 8m và nặng 4 tấn, tọa trên một tảng đá cẩm thạch cao 1m2. Và khuôn tượng thì có một cái khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị nhưng mà bình thản, hiền hậu với đôi mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa và không đội mũ, mặc áo đạo sĩ ngồi trên bục đá với hai bàn chân để trên bàn của con rùa. Và trên tay thì có bắt một cái ấn, có tên ấn là ấn thuyết pháp, và bàn tay phải thì úp lên một cái đốc kiếm, và kiếm trống ở trên lưng rùa và nằm giữa hai bàn chân. Quanh kiếm thì có rắn cuốn lên từ dưới nước, cho nên là rắn và rùa cùng với kiếm là biểu trưng của Huyền Thiên Trấn Vũ. Và theo sự tích ghi lại thì Huyền Thiên Trấn Vũ là thần quản ở phương Bắc, giúp nước Việt ta đánh đuổi giặc ngoại xâm. Lần thứ nhất thì vào đời vua Hùng Vương thứ 6 đã đánh giặc từ vùng biển tràn vào. Lần thứ hai thì đến đời Hùng Vương thứ 7 đánh giặc Thạch Linh. Trong bản ghi chép còn có chi tiết là Huyền Thiên Trấn Vũ giúp dân thành Thăng Long trừ ma diệt yêu quái, giúp An Dương Vương trừ gà trắng xây thành cổ loa, rồi diệt hồ ly tinh ở sông Hồng đời Lý Thánh Tông. Và pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ này còn là một công trình nghệ thuật độc đáo, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và tài nghệ của các nghệ nhân Việt Nam cách đây đã 3 thế kỷ.